Kính Audio đang trưng bày rất nhiều sản phẩm đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm của người Nhật đến từ thương hiệu Nhật. Tôi sẽ mở hộp sản phẩm Micro TS781 của Toa. Sản phẩm này được thiết kế bởi Toa và sản xuất tại Việt Nam. Thiết kế của người Nhật hướng đến sự đơn giản và dễ sử dụng, có độ bền rất cao và tuổi thọ sử dụng lâu dài. Loa đặt tại vị trí trung tâm micro với thiết kế mang hình tượng quốc kỳ của Nhật Bản, rất cắm tai nghe và chiếc đáp điều chỉnh âm lượng ở hai bên. Máy hội thảo 781 dành cho chủ tịch sẽ có hai phím chức năng để nói và ngắt lời đại biểu. Máy hội thảo dành cho đại biểu 782 sẽ chỉ có một phím chức năng để nói. Phía mặt sau micro là logo của Toa và đầu dắt kết nối các máy hội thảo. Cáp kết nối chuyên dụng có độ bền cao, chắc chắn, đảm bảo chất lượng tín hiệu âm thanh đầu ra. Dây cáp kết nối đi liền có độ dài lên đến 2m. Bây giờ tôi sẽ mở hộp điều khiển trung tâm TS780. Với người Nhật, quan trọng nhất trong thiết kế là tối giản và dễ sử dụng, nên về thiết kế của TS780 rất dễ nhìn, dễ sử dụng, ngay cả với những người chưa biết sử dụng. Sản phẩm được gia công bằng công nghệ tiên tiến, gắn bằng thép sơn tĩnh điện, nhìn rất đẹp, chắc chắn. Phím nguồn có đèn LED báo hiệu. Phím test để kiểm tra tín hiệu tình trạng hoạt động của các máy hội thảo. Time out là công tắc đặt thời gian tự động ngắt cho máy hội thảo sau 30 giây. In use mic là công tắc điều chỉnh số lượng máy đại biểu cùng hoạt động trong một thời điểm, tối đa là 4 máy. Cổng delegate, công tắc cho phép đại biểu nói. On là được nói. Off là tất cả mic đại biểu không được nói. Feedback suppressor, bộ chống phản hồi âm. EXT kết nối với thiết bị ngoại vi như bộ EQ. Off tắt tính năng phản hồi âm. Auto chống phản hồi âm tự động. Manual chống phản hồi âm tự căn chỉnh. Núm mic unit volume điều khiển cho loa trên micro. Headphones điều khiển âm lượng cho cổng tai nghe 3.5mm. Aux điều chỉnh âm lượng cho cổng aux 6.3mm mức tín hiệu trừ 20 dB. Mic chỉnh âm lượng cho cổng mic 6.3mm mức tín hiệu trừ 60 dB. Bộ thu âm Digital Audio Recorder thu lại âm thanh từ hệ thống vào thẻ SD. Mặt sau bộ điều khiển trung tâm bao gồm xuất xứ, tem dán ghi thông tin cơ bản về thiết bị, ví dụ hãng sản xuất, số series, model, xuất xứ và các thông tin khác. Ổ nguồn, chân kết nối nguồn đầu vào 220V đến 240V, 50 hoặc 60Hz, công suất tiêu thụ 60W. Nút gạt Expansion, Main, nút gạt quy định chế độ hoạt động của bộ điều khiển trung tâm. Main là chính, EX là mở rộng, In, Out, CTRL, EXT1, EXT2 là khối tín hiệu đầu ra và đầu vào cho tín hiệu ngoại vi như bộ chống phản hồi âm rời. Chân kết nối cho máy hội thảo chuẩn DIN. Rec Out là cổng đầu ra tín hiệu âm thanh dành cho bộ trộn âm thanh hoặc thiết bị ghi âm, gồm có cổng 6.3mm và cổng RCA. EQ là cổng truyền tín hiệu của bộ cân bằng tần số. Với thiết kế đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng cho mọi người, chúng tôi giới thiệu tiếp theo là sản phẩm tăng âm Toa A2120 và loa hộp Toa BS1030W. Loa BS1030W có màu trắng, thiết kế trang nhã cho công suất 30W. Núm chỉnh Live Volt là núm điều chỉnh điện áp đầu vào cho loa có 3 nấc 8 ohm, 70V, 100V, điều chỉnh theo từng loại tăng âm. Input là núm điều chỉnh công suất của loa tương ứng với mức điện áp đầu vào. Tăng âm Toa A2120, thiết kế của âm ly Toa cơ bản gồm có 3 núm điều chỉnh âm lượng của mic gồm Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3. 2 núm điều chỉnh âm lượng cho tín hiệu ngoại vi là Aux 1 và Aux 2, ví dụ đầu phát nhạc. Núm điều chỉnh âm sắc Bass. Núm điều chỉnh âm sắc Chép. Núm điều chỉnh âm lượng tổng. Đèn báo hiệu Power nguồn điện
đèn báo hiệu signal, báo tín hiệu hoạt động, đèn báo hiệu peak, báo tín hiệu đạt đỉnh, công suất quá lớn, nút nguồn của tăng âm. Mặt sau của tăng âm toa được sản xuất tại Indonesia có thiết kế như sau. Nguồn tiêu chuẩn 220V đến 240V, công suất 124W. Ở đây ta có 5 cổng output, đấu ra loa và 2 cổng input cho nguồn điện 24V, dùng ắc quy hoặc bộ nguồn backup sử dụng nguồn 24V 15A. Breakout là cổng đầu ra tín hiệu âm thanh dành cho bộ trộn âm thanh hoặc thiết bị ghi âm. Aux 1 offside kết nối jack hoa sen RCA. Thiết kế một cổng micro để điều chỉnh mức độ ưu tiên của mic ưu tiên tại nút vặn Mute ADG. Tại cổng micro ưu tiên này, nhà sản xuất còn thiết kế chức năng cấp nguồn ảo Phantom cho các loại micro cần sử dụng nguồn ảo. Hai cổng còn lại dành cho kết nối thêm hai micro. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, vui lòng xem thêm chi tiết tại tca.vn hoặc gọi hotline